Hello cả nhà, hôm nay là một ngày đẹp trời, anh em Long Phát Audio lại tiếp tục bàn giao LB1650 Pro về Cần Đức Long An cho cô Lung. Hiện tại anh em Long Phát Audio đang tích cực bốc hàng lên xe, sau đó là vận chuyển về Cần Đức Long An. Mời mọi người cùng theo chân anh em Long Phát Audio bàn giao dàn loa LB1650 Pro luôn ạ. Tiếng đồng hồ thì hiện tại anh em Long Phát Audio đã có mặt tại xã Tân Lăng, huyện Cần Đức của tỉnh Long An. Bây giờ anh em Long Phát Audio đứng ngay chỗ trường để đợi anh khách dẫn vào bên trong nhà. Đây trước mặt mọi người đây là anh khách đang dẫn anh em Long Phát Audio vào bên trong nhà nha. Đường vào bên trong nhà thì khá chi là nhỏ nên phải nhờ anh khách là đem xe máy ra để vận chuyển dàn loa vào bên trong nhà. Vận chuyển vào bên trong nhà thì anh em Long Phát Audio tháo dàn loa cũng như là căn chỉnh lắp đặt rồi test lại chất âm của loa cũng như là của hai mic. Mời mọi người cùng lắng nghe luôn ạ. Xin cha tôi về ngày xưa thơ mộng đó, bên mái trăng chiều ngồi ngắm áng mây trôi. Chiều mến xin cha tôi về miền quê hương nhỏ bé, có lũy tre làng bờ lúa sắt ven đê, dòng sông trôi nức nở rung vầng trăng soi bóng mờ chuỗi ngày. Tôi đứng đó như hình một pho tượng, chờ ai đây, đợi ai đây và tìm ai đây. Thờ ngày chờ mong anh trai sẽ đến về cho tà áo mới, mang lời sớm tìm về số điều. Con biết bây giờ mẹ chờ đến trông, nhưng nếu con về và mẹ thương mong, bao đứa trai cùng chào dâng chiếc trường, không lẽ riêng mình đẹp bằng mẹ ơi con dâng ngày vàng.
Test mic, test nhạc xong xuôi thì hiện tại máy này Long Phát Audio đang hướng dẫn cho anh khách cách sử dụng dàn loa LB1650 Pro đơn giản và hiệu quả nhé cả. Long Phát Audio cũng cảm ơn quý khách hàng trên toàn quốc luôn quan tâm, yêu mến và đồng hành cùng Long Phát Audio suốt thời gian qua. Bye bye.